Hi, xin chào tất cả mọi người nha. Đêm nay là tiếp tục đi săn đêm nữa nha. Đây, hôm nay mình cũng mắc trước hôm qua, cũng xích cho gốc điều tiếp nha. Xích quy chiếc xe vô gốc điều tiếp, cũng hy vọng rằng lát về chiếc xe còn. Đây, chạy vô cái vườn điều. Ở đây nói chung là không có ai hết, mình xích cái xe gửi đây luôn nha. Không mong ai đó đi ngang qua thì cũng đừng có lấy cái xe con nha. Để tối còn có xe con đi về khổ lắm. Mới tới chỗ thôi nha bạn. Anh em mới tới chỗ đang ngồi nghỉ mệt. Suối này suối lớn nha. Thấy nước đổ. Tình hình hôm nay không được mấy khả quan nha. Anh em đi nãy giờ cả tiếng mấy vậy. Rồi chưa bắt được con nào hết trơn. Hôm nay rất là lạ lùng luôn. Suối này ngộ thiệt. Đi hơn tiếng đồng hồ biết bao nhiêu xa rồi, muốn nửa suối luôn mà chưa có con nào luôn. Tình hình thì hôm nay các bộ căng thẳng rồi. Đi hết một con suối luôn mà không có con rắn nào luôn nha bạn. Giờ phải vòng qua một cái suối khác. Chó xuống vậy. Thất bại rồi. Đêm nay được bị thất bại rồi. Cô dì chú bác cùng anh chị em ơi, đi từ chiều giờ không có một con nào bỏ túi luôn. Hai tới mấy ba tiếng đồng hồ lội suối à, hai thằng lội nè, không có một con gì luôn. Còn ở đây lên tới chỗ xe chứ còn chút à. Được xin quay đại luôn nha. Có không có gì được quay được đăng luôn nha. Chỗ này con có kỳ tôm à. Tôm một kỳ tôm con để xíu. Tôm mà cũng được bự nữa. Cái ẻn. Con này là nó nằm trong sách đỏ bảo tồn Việt Nam nha. Tên kỳ tôm mà cũng được bự. Còn đây lên cái xe chắc cũng 20-30 phút nữa. Được quay đại quay thí luôn nha. Có không có gì được cũng đăng luôn nha. Cô chú anh chị. Thiệt tình luôn. Suối này không ngờ mà mèo như vậy luôn. Đi một cái vỏ trong vỏ không có gì hết. Vỏ không. Đau khổ thiệt. Đêm nay là chắc không có rắn rồi. Cô chú anh chị xem chắc là xem cảnh lội suối xem đỡ nha. Đã không có rắn còn sủa hoài con chó kìa. Quên ba bắt được mấy con ở đâu anh ba? Ngay chỗ gãy mà, gãy hả? Sảy này sợ hết dám lên luôn. Thank you.
đêm mai chắc được quay về cái khu được gặp rắn nhiều bắt quá. Cái khu này bèo quá. Quay về cho mấy cái khu đó. Hả? Bố cá bay. Mà giờ được quay về cái khu bữa bắt. Xôi đây hấp cháo luôn. Suối đâu mà đi 2-3 tiếng đồng hồ không có con rắn. Cây cơ. Dạ, ướt rồi. Ướt điện thoại. Bó tay hết đường tới xe luôn rồi. Đêm nay ai đưa em về? Bye bye con suối nha, chào tạm biệt suối nha, mai mình đi hướng khác xôi các bạn ơi. Quá tệ luôn, không có một con gì luôn. Xe dưới đây hả? Đi tới xe mà không biết luôn á, biết xe còn hay mất tiêu, biết lên còn công y xích luôn á. À, cái bộ che nè, bộ che được em với anh ba bắt được con 8 lạng được không? Đó, buổi chiều hai thằng mới băng qua, mới băng qua ông là sùm không biết cái gì, thì ra ông gặp gắn 8 lạng nằm trên bộ che, đi hai thằng mới đi đâu 3-4 giờ chiều bắt được con bự chà bá. Xe còn. Khu này bơm gậy rồi. Có sóc đất nhiều lắm. Như sóc đất không? Nó mít đây giờ không có gắn mà. Cái điều đây mà gắn nó không ở. Cái đám bên kia đều gắn ở quá trời. Những cái đám điều đây giờ mà gắn không ở. Xe còn nha bà. Đó. Mệt quá. Thôi các bạn coi như đêm nay đi xem mình đi xin lỗi suối thôi nha, chứ không có con gì hết. Trời, leo lên cái đồi này mệt quá, nguyên cái đồi luôn nha. Đây xe đây, anh ba cầm em, anh ba cầm em này, em chạy xe lên coi, chạy xe đâu cầm được cái cây này. Ui ui, hơi quá, xe còn các bạn ơi. Thôi cho đừng gửi lời chào tạm biệt đến tất cả các bạn nhé. Ngày mai về
được đi qua cái khu nhiều cắn được quay nha bạn. Khu này bèo quá, hên quá, xe còn, xích còn, cây đều còn luôn. Rồi chào tạm biệt các bạn nha.